Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ khối kinh tế năm 2022. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường nhân lực xét nghiệm, đảm bảo cho công tác sàng lọc, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác kết nối việc làm cho người lao động. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi tiếp xã giao các tập đoàn và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tham dự buổi tiếp có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các tập đoàn doanh nghiệp về khoa học và công nghệ. Về phía tỉnh Lai Châu còn có đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu với Bộ Khoa học và Công nghệ và các tập đoàn, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ về tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư tại tỉnh như tài nguyên khoáng sản, sâm, maca, chè, định hướng phát triển vùng nguyên liệu, du lịch xanh và trải nghiệm văn hóa, xây dựng các nhà máy chế xuất dược mỹ phẩm, nguyên liệu sạch, công tác chuyển đổi số. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khẳng định hệ thống chính quyền trong tỉnh rất quyết tâm cố gắng thúc đẩy chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số uy tín, từ đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội theo kịp các tỉnh trong khu vực và trong cả nước. Đồng thời mong muốn được nhiều tập đoàn doanh nghiệp đồng hành giao lưu, tìm hiểu và có định hướng đầu tư vào Lai Châu. Đại diện các doanh nghiệp cho biết trong thời gian tới sẽ xây dựng các dự án phát triển vùng dược liệu sạch và dược liệu quý, cam kết sẽ phân phối những loại dược liệu mà Lai Châu đang có, giúp Lai Châu giới thiệu quảng bá các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, hỗ trợ hợp tác khu du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp ở Lai Châu các khóa đào tạo về thương mại điện tử để những sản phẩm địa phương được lan tỏa nhiều hơn. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các thành viên trong đoàn, mong muốn các tập đoàn doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ đồng hành tiếp thêm động lực cho Lai Châu trong quá trình phát triển. Về phía chính quyền Lai Châu sẽ tạo điều kiện tối đa để các dự án, chương trình, sự kiện mà các tập đoàn doanh nghiệp tổ chức thành công. Chiều ngày 24 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ khối kinh tế năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu hội trường lớn Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh và phòng họp trực tuyến tòa nhà VNPT tỉnh Lai Châu. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thuộc khối kinh tế dự hội nghị. Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân, các cấp các ngành đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu chính của tỉnh cơ bản đều đạt và vượt so với nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Kinh tế tăng trưởng dương ước đạt trên 3,4%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 44,4 triệu đồng. Tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm 3%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 40% so với dự toán trung ương giao và tăng 7% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tỉnh Lai Châu cũng hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh năm 2021 đạt 95,9% so với kế hoạch vốn giao chi tiết, tăng khoảng 5,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị, đặc biệt là bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của các ngành, các đơn vị trong khối đã đoàn kết, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành quả chung của tỉnh. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ ra rằng, trong năm 2021, một số sở ngành đã thực hiện chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao, còn có những vi phạm về tài chính, nợ đọng thuế, còn buông lỏng quản lý nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, năm 2022 là một năm rất quan trọng với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho từng ngành, cơ quan đơn vị trong khối kinh tế cần đổi mới sáng tạo, linh hoạt và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề
đề án, kết luận của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải cần quan tâm dự án kết nối nhất là tuyến nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai, duy tu bảo trì xử lý điểm đen giao thông, kiểm tra thanh tra các xe quá tải, quan tâm thu hút đầu tư trường đào tạo sát hạch lái xe của tỉnh. Sở Công Thương cần triển khai đều các mặt công tác, thu hút doanh nghiệp có khả năng xuất nhập khẩu, phấn đấu hoàn thành tiêu chí điện lưới quốc gia nông thôn, đưa cụm công nghiệp Than Uyên đi vào hoạt động trong năm 2022, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, tăng cường công tác khuyến công. Sở Xây dựng cần quan tâm đến các quy hoạch, quan tâm đến chương trình nhà ở và chất lượng công trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục thu hút đầu tư và chủ động trong xúc tiến, tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu của tỉnh. Rà soát các nhà đầu tư được cấp chủ trương, đã được cấp đầu tư để có hướng giải quyết. Sở Tài chính cần quan tâm đến công tác thu ngân sách, điều phối các khoản thu chi, tránh kết dư, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra tránh trục lợi chính sách, thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra. Thưa quý vị và các bạn, chiều 24 tháng 2 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu, đơn vị trưởng khối thi đua khối nội chính tỉnh, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thanh tra tỉnh, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, quân sự tỉnh, thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp. Theo đó, tại hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 03 ngày 11 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, quy chế tổ chức và hoạt động của khối. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trực tiếp vào các nội dung cơ bản về việc sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của khối thi đua nội chính, việc hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các ngành phát động trong năm 2022. Tổ chức đăng ký thi đua năm 2022 của các đơn vị gửi Ban thi đua khen thưởng tỉnh, tổ chức giải cầu lông khối thi đua nội chính, xây dựng văn bản hướng dẫn và báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng, chấm điểm thi đua năm 2022. Được biết, năm 2021, các đơn vị trong khối đã khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, rộng khắp các giải pháp, kế hoạch phát động phong trào thi đua của khối, sát với nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ, góp phần phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, những người làm công tác xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, dù công việc thầm lặng với nhiều áp lực khó khăn và không ít những hiểm nguy, song chính nhờ lòng nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề của mỗi cá nhân đã góp phần đáp ứng được yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Có thể nói, chưa thời điểm nào công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 lại được đẩy nhanh tốc độ như những ngày này, khi mà các ca bệnh trên địa bàn tỉnh tăng lên hàng ngày. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tăng cường nhân lực xét nghiệm để có kết quả chính xác và nhanh nhất, đảm bảo cho công tác sàng lọc, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Những bữa cơm vội vàng, nghỉ ngơi chỉ diễn ra trong chốc lát, nhiều căn phòng sáng đèn trắng đêm. Những nhân viên y tế của khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vẫn dốc sức làm việc cả ngày lẫn đêm. Đã nhiều tuần nay, mọi người trong khoa chỉ thay nhau tranh thủ chợp mắt, máy móc và các phương tiện hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Tất cả họ đã quen với những đêm trắng để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch COVID-19 với cường độ làm việc cao nhất. Anh em tất cả các kiếp trực ấy đều có thể ăn ngủ tại cơ quan luôn. Đấy, thì chúng tôi cũng có một cái phòng ở bên cạnh đây, là chúng tôi bố trí buổi trưa là anh em có thể tranh thủ 11 rưỡi 12 giờ. Đấy, nếu như có những hôm chúng tôi đến 1 giờ trưa là chúng tôi sẽ được ăn một bữa cơm. Hoặc là ăn gói mì tôm để chúng tôi làm. Sau đó thì chúng tôi sẽ làm đến 7-8 giờ tối và chúng tôi sẽ tranh thủ tiếp tục ăn uống. Dịch bệnh không phải là câu chuyện của riêng ai. Tất cả mọi người ở đây đều đồng lòng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm để làm sao có kết quả chính xác nhất. Nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lượng công dân đến lấy mẫu rất lớn. Chỉ tính riêng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 năm 2022, hệ thống xét nghiệm đã triển khai trên 12.200 mẫu. Trong đó, ghi nhận hơn 1.100 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Việc xét nghiệm này đã giúp tỉnh nhanh chóng truy vết,
đưa vào cách ly, điều trị kịp thời, không để dịch lan rộng ra cộng đồng. CDC là cái điểm đến nhiều nhất của người dân trong tỉnh Lai Châu. Anh em trong khoa thì có 12 người chuyên về thực hiện xét nghiệm COVID thì đã thực hiện 24/24 đã phục vụ bà con ngày đêm làm xét nghiệm cho bà con. Nhất là làm những cái trường hợp mà test nhanh cho những người mà đi quê về mà có những cái ca dương tính thì chúng tôi đã tạm thời cách ly một chỗ và gửi cho trung tâm y tế thành phố để họ đến liên hệ với người test nhanh dương tính sau khi chờ kết quả PCR. Thì họ sẽ truy vết để xem là tiếp xúc những ai, phải làm xét nghiệm và căn dặn những người dân biết được kết quả của mình và phòng cho người khác. Do tình hình dịch bệnh trong địa phương đang diễn biến phức tạp cho nên là chúng tôi là chủ động đến đây để được xét nghiệm để chủ động phòng và tránh dịch. Vâng ạ. Và khi mà đến đây thì tôi thấy là thái độ các y bác sĩ thì giúp đỡ chúng tôi rất là nhiệt tình trong việc là lấy mẫu xét nghiệm và cũng như là hướng dẫn chúng tôi trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với phương châm lấy mẫu thần tốc, xét nghiệm tích cực, kết quả chính xác. Mẫu lấy được tới đâu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm ngay tới đó. Lặng lẽ, âm thầm, những nhân viên xét nghiệm đã gác lại sau lưng gia đình và con nhỏ để chạy đua với thời gian, xét nghiệm SARS-CoV-2 thần tốc, quyết liệt nhất. Thưa quý vị, hàng ngày có hàng trăm người dân đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để thực hiện công tác sàng lọc xét nghiệm. Với khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên đội ngũ cán bộ y bác sĩ nơi đây đã luôn nỗ lực để làm tốt công tác xét nghiệm. Không chỉ làm tốt công tác truy vết, phòng ngừa lây nhiễm mà còn mang lại niềm tin cho nhân dân, tin tưởng vào các kết quả xét nghiệm cũng như là cán bộ y bác sĩ tại đây. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nhằm kịp thời ứng phó với các biến chủng của virus SARS-CoV-2, nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phù hợp và hiệu quả trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, giảm thiểu tác động của dịch bệnh, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các chỉ đạo của tỉnh, huyện. Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân được xã, y tế phối hợp triển khai thần tốc, đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19. Gia đình tôi cũng rất là nghe nhiều về thông tin dịch COVID-19. Không cần thiết thì không đi ra ngoài đường. Có ra ngoài đường thì chúng tôi cũng chấp hành đeo khẩu trang. Đi có đi tỉnh, đi huyện, có việc thì chúng tôi cũng đi về thì cũng phải khai báo y tế đầy đủ. Đến nay, xã Nong Hẻo cơ bản hoàn thành tiêm phủ vaccine độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, trong đó độ tuổi 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt 99,3%, tiêm đủ 2 mũi đạt 104%, tiêm bổ sung mũi 3 là 638 người, tiêm nhắc lại mũi 3 là 573 người. Độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 98,5%, tiêm đủ 2 mũi đạt 116%, độ bao phủ đạt trên 99%, tổng số ca mắc lũy tích từ tháng 1 năm 2022 đến nay là 36 ca, trong đó đã điều trị khỏi bệnh là 16 ca, đang điều trị tại Trung tâm Y tế Cơ sở 2 là 11 ca, đang điều trị tại nhà 9 ca. Mặc dù việc tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 đạt cao, nhưng thời gian qua nhân dân trong xã về quê ăn Tết đông, ý thức cách ly, phòng chống dịch chưa cao. Bên cạnh đó, công tác giám sát việc thực hiện cách ly chưa được chặt chẽ. Các địa điểm có dịch ngày càng mở rộng do số ca mắc gia tăng. Một số người dân về địa bàn chưa chủ động khai báo đầy đủ thông tin, còn giấu thông tin gây khó khăn cho công tác điều tra truy vết bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Từ khi có công văn chỉ đạo của cấp trên thì Ủy ban xã cũng đã thành lập 10 tổ tự quản trên 10 bản và giao nhiệm vụ cho tổ tự quản là sẽ thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác phòng chống COVID-19 cho các hộ dân với phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền và thường xuyên theo dõi các công dân ra vào địa bàn trong bản và tổng hợp các danh sách các công dân đi làm ngoại tỉnh để báo cáo xã để thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, xã Nong Hẻo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Sở Y tế về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ người đến, trở về từ vùng dịch, yêu cầu khai báo y tế, trung thực và lấy mẫu test nhanh hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, tập trung toàn lực điều tra truy vết bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
phối hợp với các cơ quan truyền thông xã để triển khai hoạt động tuyên truyền về phòng chống bệnh dịch, cung cấp các thông tin chính thống để tránh gây hoang mang trong cộng đồng, tiếp tục rà soát vật tư hóa chất, trang thiết bị cho điều trị, phương tiện phòng hộ cá nhân cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19, duy trì công tác thống kê báo cáo, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình dịch. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông báo, từ 11 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2022 đến 11 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2022, ghi nhận 438 trường hợp, từ 3.959 đến 4.396 trong năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh là F1 320 ca, ca bệnh là người từ tỉnh khác về 20 ca, ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây 98 ca. Các huyện, thành phố ghi nhận ca bệnh trong ngày: Tam Đường 58 ca, Phong Thổ 13 ca, Sìn Hồ 31 ca, Than Uyên 54 ca, Tân Uyên 148 ca, Nậm Nhùn 23 ca, thành phố Lai Châu 111 ca. Huyện Tam Đường 58 ca, trong đó 53 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 2 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 3 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Tam Đường 2 ca, xã Khuôn Há 1 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Phong Thổ 13 ca, trong đó 4 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 5 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 4 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Phong Thổ 1 ca, xã Mường So 3 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Sìn Hồ 31 ca, trong đó 30 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 1 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Sìn Hồ, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Than Uyên 54 ca, trong đó 42 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 1 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 11 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Than Uyên 5 ca, xã Hương Nà 1 ca, xã Mường Cang 3 ca, xã Mường Than 1 ca, xã Ta Gia 1 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Tân Uyên 148 ca, trong đó 115 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 1 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 32 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Tân Uyên 29 ca, xã Phúc Hòa 1 ca, xã Thân Thuộc 2 ca, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Nậm Nhùn 23 ca, trong đó 17 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 6 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Nậm Nhùn 3 ca, xã Nậm Manh 3 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Thành phố Lai Châu 111 ca, trong đó 59 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 11 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 41 ca ngoài cộng đồng ở phường Đoàn Kết 4 ca, phường Đông Phong 13 ca, phường Quyết Tiến 8 ca, phường Tân Phong 11 ca, xã San Thàng 3 ca, xã Sùng Phoài 2 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại trên địa bàn tỉnh, việc không có các khu công nghiệp cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên rất khó khăn cho tìm kiếm việc làm của người lao động. Trong hoàn cảnh đó thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị đã đóng vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với người lao động. Hàng năm thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tham mưu với Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở trong nước cũng như là làm việc tại nước ngoài. Chỉ tính riêng năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tuyên truyền tư vấn cho 11.899 lượt lao động, với tổng số đăng ký tham gia xuất khẩu lao động là 289 lao động, làm thủ tục và đã tham gia học định hướng 46 lao động, tham gia tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 năm 2021, với hơn 1.000 lượt lao động tham gia, đã cung ứng được 171 lao động cho các công ty doanh nghiệp trong tỉnh, liên kết với Trung tâm Đào tạo Tâm Nhật Tây Bắc đào tạo tiếng Nhật cho 17 học viên. Trung tâm chủ động phối hợp với tỉnh đoàn, huyện đoàn, các trường cấp 3, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trong độ tuổi và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đã đưa được 77 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Ba Lan.
giới thiệu việc làm trong nước cho 678 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh và lao động làm việc chủ yếu tại các khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hiện tại là cái phương hướng nhiệm vụ của cái chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm chúng tôi thì đã chuẩn bị tư vấn giới thiệu việc làm mà tại các địa phương cho các cung ứng lao động cho các công ty doanh nghiệp. Thì cái chỉ tiêu của chúng tôi năm 2022 là cái nhiệm vụ mục tiêu chính của chúng tôi là tham gia để cung ứng được trên 500 lao động có việc làm mới, và về xuất khẩu lao động thì chúng tôi cũng thực hiện cái chỉ tiêu nhiệm vụ giao cho ngành lao động thương binh xã hội là sẽ cố gắng vượt cái chỉ tiêu. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đang kết nối với các công ty doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh như Viettel, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Brother Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn May Tinh Lợi để hỗ trợ người lao động trong tỉnh. Trung tâm cũng đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Tâm Nhật, công ty cổ phần Vinagimex Thương mại Dịch vụ và Đầu tư đã tuyên truyền tư vấn cho khoảng 428 lượt lao động với tổng số đăng ký tham gia xuất khẩu lao động là 150 lao động, đang làm thủ tục và hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho 92 lao động trên địa bàn huyện Phong Thổ. Tổ chức tư vấn tuyên truyền trực tiếp tại Trung đoàn 880 cho bộ đội xuất ngũ, liên kết với Trung tâm Đào tạo Tâm Nhật Tây Bắc đào tạo tiếng Nhật cho 36 học viên. Yêu của em đến với lớp học này là thi đỗ vào khóa học và sang bên Nhật lao động và làm việc để tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống ạ. Thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động, đồng thời thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn cho người lao động thất nghiệp học nghề và có việc làm trở lại lao động. Cùng với đó, hàng năm nâng cao vai trò của trung tâm trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động là những phương hướng mục tiêu mà đơn vị đang ngày một hướng tới góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, mặc dù đã chủ động trong công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, nhưng mà trong những ngày vừa qua, nền nhiệt tại tỉnh luôn ở mức dưới 10 độ C, các xã vùng cao chỉ từ 1 đến 3 độ C. Cộng với việc có mưa mù và băng giá nên đã có rất nhiều gia súc bị chết rét. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, đến chiều ngày 23 tháng 2, toàn tỉnh đã có trên 100 con gia súc bị chết do rét. Hiện nay tỉnh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo bà con tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống rét cho gia súc, đặc biệt phải đốt lửa sưởi ấm để gia súc có sức đề kháng tốt hơn. Sau đây sẽ là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình hình thời tiết rét đậm rét hại trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn tới người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mặc dù bà con đã thực hiện các cái biện pháp phòng chống rét như là chuẩn bị thức ăn, quây kín chuồng trại cũng như là đốt lửa sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên thì tại một số nơi nền nhiệt độ xuống thấp, xuống 0 độ hoặc thậm chí là còn âm kèm theo băng giá cũng như là mây mù đã làm cho rất là nhiều con gia súc bị chết rét. Trước tình hình đó thì hiện nay chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền tới bà con nhân dân thực hiện tốt hơn nữa các cái biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Mặc dù đã nắm được thông tin về đợt rét lần này cũng như chủ động đưa đàn trâu nhà mình về chuồng thực hiện các biện pháp phòng chống rét như quây kín chuồng trại, đảm bảo nguồn thức ăn và đốt lửa sưởi ấm 24/24, nhưng những ngày vừa qua tại bản Xì Lèng Trải, xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, nhiệt độ giảm xuống 2 độ C kèm theo mưa đã làm cho trâu của gia đình anh Trèo A Ké bị chết rét. Hiện nay, những con trâu còn lại anh phải mang thêm chăn của gia đình đắp cho trâu cũng như đốt lửa 24/24 để đảm bảo giữ ấm cho trâu. Nhà tôi có nuôi 3 con trâu, mấy hôm vừa rồi rét quá chết một con rồi, còn 2 con, một con lại sắp chết rồi. Phải đi đốt lửa sưởi ấm cho nó, phải đi cắt cỏ cho nó ăn hàng ngày, phải lấy chăn đắp vào cho nó ấm đỡ phải khỏi chết rét. Cũng như gia đình anh Ké, gia đình anh Phàn Xỉn Chiêu nuôi 6 con trâu thì đã có 1 con bị chết và 3 con không thể đi lại được do rét. Sau khi trâu chết, do bị ép giá xuống thấp, anh cũng không bán mà mổ tại nhà để sấy ăn dần. Đối với những con còn lại, anh trông coi thường xuyên và đốt lửa sưởi ấm. Anh ấy thấy cái con trâu này là bị chết rét à? Vâng ạ. Nhà anh thì có bao nhiêu con trâu ạ?
Có 6 con nhưng giờ chết mất một con thì còn 5 con. À bây giờ chết mất một con rồi. Sau khi chết mất con trâu này thì anh đang thiện phòng chống rét cho các cái con trâu lại như nào ạ? Bây giờ phải dắt về chuồng quây kín đấy, đốt lửa cho sấy, cắt cỏ cho ăn. Vâng. Thế đối với con trâu chết rét này thì anh bán hay làm như nào? Giờ bán cũng chả bán được, giờ phải mang về nhà sấy thì rẻ quá không bán được. Trước tình hình rét đậm rét hại, với nền nhiệt tại các xã vùng cao có nơi nhiệt độ xuống 1 đến 3 độ C, ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chăm sóc và phát triển đàn vật nuôi trong tỉnh. Cho đến thời điểm này, qua thống kê của ngành nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh đã có trên 100 con gia súc bị chết do rét, trong đó chủ yếu là trâu già và nghé non. Mặc dù người dân đã thực hiện tốt công tác phòng chống rét như quây kín chuồng trại, sưởi ấm, nhưng trâu già và nghé non do sức đề kháng yếu nên dễ bị chết rét. Qua kiểm tra đánh giá của cơ quan chuyên môn, chính quyền của các địa phương thì trên địa bàn tỉnh cũng đã có trên 100 gia súc bị chết rét. Mặc dù là thời tiết có ấm hơn nhưng mà cái nguy cơ đàn gia súc tiếp tục bị chết rất là cao, đặc biệt là bị cướp chân khi mà thời tiết ấm lên và các cái bệnh truyền nhiễm khác, nguy hiểm khác như là nở mồm long móng rồi viêm da nổi cục. Trước tình hình đó thì chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân là tiếp tục là quan tâm hơn nữa, quan tâm chăm sóc và đảm bảo cho đàn vật nuôi được giữ ấm và không bị chết do đói và cho rét. Hiện nay mặc dù thời tiết đã có chuyển biến tích cực hơn, trong đó mưa đã giảm, song nền nhiệt tại tỉnh vẫn dưới 10 độ C, đặc biệt là tại các xã vùng cao vẫn từ 1 đến 3 độ. Thời điểm về đêm, sương mù và băng giá vẫn còn nên nguy cơ gia súc bị chết rét là rất lớn. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, tiếp tục chỉ đạo bà con thực hiện tốt công tác phòng chống rét, quây kín chuồng trại, cung cấp đủ thức ăn cho đàn gia súc và đặc biệt chỉ đạo bà con đốt lửa, sưởi ấm 24/24 để giảm thiểu gia súc bị chết do rét. Trong những ngày vừa qua, thì nền nhiệt của huyện Phong Thổ chúng tôi là trung bình từ 9 đến 10 độ. Cá biệt có những cái xã vùng cao ấy là 5 đến 6 độ và về đêm ấy thì từ 2 đến 3 độ. Trước cái thực trạng đó thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái xã thị trấn, các cái thôn bản và tuyên truyền cho bà con nhân dân, các tổ chức cá nhân triển khai các cái chống rét cho đàn gia súc. Đặc biệt là chúng tôi sớm chỉ đạo các cái việc là chuẩn bị thức ăn, tích trữ thức ăn cho đàn gia súc và đưa cái gia súc ở những cái nơi khác tập trung về chuồng trại che chắn để đảm bảo cái độ ấm cho đàn gia súc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Vâng, chương trình thời sự cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và trên trang fanpage có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị đừng quên đăng ký theo dõi các chương trình của chúng tôi tại những địa chỉ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự lần sau.